Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ quay trở lại để xem chỉ tay cho các bạn đã từng nhấn nút đăng ký trên kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn đây là một tướng tay của một người phụ nữ mà mình đã xem bạn này ở trên cái Zalo, do bạn này đã đăng ký kênh YouTube và bạn này đang cần mình xem gấp, cho nên mình không có xem ở trên YouTube mà mình nhắn tin qua Zalo. Và qua cái nhắn tin Zalo thì mình cảm thấy cái bạn này phà hồi âm lại rất là đúng so với những gì mà mình đã nhắn tin cho bạn ấy qua Zalo. Cho đó hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái bài này cũng như là một cái bài hướng dẫn xem chỉ tay mà các bạn lưu ý xem nếu như mà trên lòng bàn tay của các bạn có những cái dấu hiệu này thì phải nói là nó rất là tốt, nó sẽ mang lại cho các bạn những cái sự may mắn, giàu có, phú quý, có nhà cửa đất đai về hậu vận sau này, cũng như là ở những cái thời điểm mà các dấu hiệu đó nó xuất hiện. Thì bây giờ chúng ta thấy cái bàn tay của bạn này phải nói có hội tụ được rất là nhiều các yếu tố nó rất là may mắn và tốt. Trước tiên thì chúng ta thấy cái bàn tay của cái bạn này là một cái bàn tay mà có thể nói là một cái hình chữ xuyên nha các bạn, hình chữ xuyên. Thì ở những cái video trước đây mình đã xem chỉ tay cho cũng khá là nhiều người mà có cái bàn tay chữ xuyên như thế này các bạn. Thì những người nào có bàn tay chữ xuyên như thế này thì đa số hầu như là gặp ở người phụ nữ nhiều hơn là ở những người con trai, bạn nam. Thì những người nào mà có cái bàn tay chữ xuyên như thế này thì họ phải nói là rất là thông minh, lanh lợi. Những người này thường là họ rất là biết cách thích nghi, thích ứng với cái môi trường mà họ sinh sống và làm việc. Nói chung là những người nào có cái bàn tay chữ xuyên như thế này thì họ sẽ không bao giờ biết dừng lại trước những cái khó khăn, thử thách. Do đó, cái bàn tay chữ xuyên là những cái người mà họ kiếm ra đồng tiền rất là dễ dàng nhờ vào cái bản lĩnh, cái tài năng, cái sự cơ trí, thông minh của họ. Tiếp theo nữa thì chúng ta thấy là trên cái đường trí đạo của cái bạn này có cái hướng như thế này các bạn. Có cái hướng nó phân chạc. Nó phân chạc hai cái hướng lên như thế này. Đây. Thì những người nào mà có cái đường trí đạo dài, thẳng như thế này thì phải nói là người này rất là thẳng tính, có một cái đầu óc suy nghĩ, tư duy lý luận rất là thực tiễn. Và đồng thời ở cuối cái đường trí đạo mà có những hướng phân chạc, hướng lên cái gò thủy tinh như thế này thì phải nói là họ cũng là người rất là nhạy bén, rất là dễ nắm bắt những cái cơ hội. Người này thì chỉ cần các bạn cho họ biết học một điều thôi thì họ có thể từ một điều đó họ có thể ứng dụng, suy nghĩ ra rất là nhiều điều hay. Có thể nói là người ta học một mà người ta biết tới 5, 6 và thậm chí là hơn thế được. Mà cái đặc điểm của cái đường trí đạo này nó hướng lên gò thủy tinh như thế này thì phải nói là người này rất là giỏi trong việc kinh doanh, buôn bán, làm ăn. Mà cụ thể ở đây chúng ta thấy là bạn này có rất là nhiều cái đường thủy tinh như thế này. Đây là những cái đường phải nói là họ kinh doanh rất là thuận lợi và có cái tố chất kinh doanh, cộng với cái sự mưu lược, thậm chí đôi khi có một cái gì đó nó hơi mưu mẹo, tính toán ở trong đây nữa, thì có thể nói là người này thành công từ rất là sớm. Tiếp theo nữa thì chúng ta thấy ở trên cái đường trí đạo của người này có những cái hình tam giác như thế này các bạn. Phải nói đây là những cái hình tam giác mà nó rất là lớn. Đây là những cái hình tam giác mà cái đỉnh của hình tam giác hướng lên như thế này thì các bạn xem nhiều cái video thì chắc chắn cũng sẽ biết được. Thì những người này có những cái hình tam giác này thì họ có rất là nhiều của cải về đất đai và nhà cửa. Thì mỗi cái tương ứng với mỗi cái dấu hiệu này thì cho thấy là họ sẽ có những cái tài sản về bất động sản, nhà cửa như vậy. Mà cụ thể ở đây người này có ít nhất cũng phải là ba cái hình tam giác ở trên đường trí đạo này.
Thì điều này đã nói lên rằng là người này trước năm 30 tuổi và họ sẽ có được những cái tài sản như thế này. Đây là một cái dấu hiệu rất là tốt. Và chúng ta thấy nữa là ở trên cái đường tam đạo này các bạn, của cái người này có một cái tam giác ở đây rất là lớn nữa. Phải nói cái tam giác này nó rất là tốt. Cái tam giác này nó mình nhìn vào thì mình nói ngay là người này có một cái căn biệt thự, căn nhà rất là lớn. Thì đây chính là cái căn nhà của cái người này sở hữu ngoài năm 40 tuổi. Và khi mà chúng ta thấy quan sát nữa thì rõ ràng là trên cái căn nhà này nó còn những cái hướng, những cái tam giác như thế này nữa. Thì rõ ràng là cái việc mà mua cái căn nhà ở của người này còn có khả năng sinh lời thêm, tức là nó đẻ ra thêm những cái tài sản khác nữa từ cái việc mà sở hữu những cái căn nhà biệt thự này. Và chúng ta thấy nữa là ở trên cái khu vực này nó có một cái hình tam giác này các bạn. Nó được hình thành từ cái đường công danh sự nghiệp, cái đường tam đạo. Thì những người nào có tam giác như thế này thì phải nói là họ cũng có một phần gì đó trực giác rất là tốt. Hồi người này cũng thích rất là thích nghiên cứu về cái phần huyền bí huyền học đó các bạn. Thì chúng ta thấy được là trong cái bàn tay của người này có rất là nhiều cái vân âm đức này. Đấy, do đó những người này thường được có quý nhân giúp đỡ, và cộng với những cái dấu hiệu này nó rất là tốt. Do đó cái việc thành công của người này có sớm là một cái điều nó cũng không có gì là gọi là nó bất ngờ cả. Chúng ta thấy nữa là ở trên cái đường vị trí đường sinh đạo này nó có cái đường hướng như thế này các bạn. Thì người này cũng đã từng đi du lịch nước ngoài, đi làm ăn nước ngoài. Cái việc đi làm ăn này nó mang lại những cái lợi lộc. Chúng ta thấy là cái việc đi nước ngoài này có cái việc kinh doanh các bạn. Đây là cái việc kinh doanh từ cái việc đi nước ngoài của cái người này. Người này có những cái đường sự nghiệp từ rất là sớm. Có thể nói là họ có thể là thừa kế được những cái gia nghiệp, gia sản, sự nghiệp từ cái gia đình của mình, từ đó mà phát triển đi lên. Chúng ta thấy nữa là ở trên cái gò mộc tinh của người này có những cái đường hướng lên như thế này. Đây là những cái đường có thể nói là cái sự nghị lực, cái nỗ lực của người này là rất là lớn. Những người nào có đường này thì phải nói là khi mà họ làm một cái gì đó rồi ấy, thì họ luôn luôn là phấn đấu, đặt ra cái mục tiêu và làm sao cho cái mục tiêu đó nó đạt được càng sớm, hay nói cách khác là nó thực hiện được cái mục tiêu của mình trong cái thời gian ngắn nhất có thể. Cho nên người ta nói đây là cái đường nghị lực. Mà cái đường nghị lực này nó kết hợp với những cái vườn âm đức phúc đức này thì cho thấy là người này, mọi sự nỗ lực của người này đều có thể thành công rất là dễ dàng. Và quan sát thấy chúng ta thấy cái sự nghiệp của người này rõ ràng là từ năm 30 tuổi trở đi thì người này đã gặt hái được rất là nhiều thành công ở trên cái con đường sự nghiệp của mình. Đó là những cái dấu hiệu rất là tốt và may mắn. Nếu như các bạn mà sở hữu được những cái dấu hiệu này ở trên bàn tay, hoặc thậm chí bây giờ chúng ta chưa có mà sau này ở một cái thời điểm nào đó nó xuất hiện thì nó nhất định sẽ mang lại cho chúng ta những cái giá trị rất là tốt, nó báo hiệu về sự giàu có trong cái công ăn việc làm của mình cũng như là cái tài sản. Cái bàn tay này về cái công việc thì họ rất là tốt, và cái tài sản họ cũng lớn, nhưng mà có một cái điều là họ sẽ rất là khổ tâm, bởi vì chúng ta thấy cái bàn tay này ở cái khu vực bên đường này có rất là nhiều cái đường chỉ nó rất là phức tạp, nó đang xen lẫn nhau. Và một cái điểm hạn chế trên cái bàn tay nữa thì đó chính là một cái chỗ này các bạn, đó chính là cái đường tình cảm. Thì con người chúng ta không ai có thể hoàn hảo cả. Một người cho dù giàu sang cỡ nào đi nữa thì cũng phải có một cái gì đó để lo toan, có một cái gì đó họ phải suy nghĩ. Đối với cái bàn tay này thì cái chuyện mà u sầu nhất là chuyện tình cảm, bởi vì cái dấu hiệu này nó cho thấy
cái sự hôn nhân của người này đã từng có đi đến cái sự tan vỡ. Đấy, do đó cái dấu hiệu này các bạn cần phải lưu ý và bổ sung thêm vào trong cái kiến thức thuộc xem chia tay của mình. Và với cái dấu hiệu trên bàn tay này thì nó cũng báo hiệu rằng là người này cũng đã từng thất bại cũng ít nhất vài ba lần, chứ không phải là không thất bại. Nhưng mà mỗi lần cái người này thất bại thì họ sẽ đứng lên rất là dễ dàng và vượt qua được những cái thử thách trong gai đó. Bởi vì những cái yếu tố mà ban đầu mình đã luôn dạy cho các bạn á, là bạn này có cái bàn tay chữ xiên và kết hợp với cái sự mưu lược, mưu trí ở đây, cùng với cái sự nỗ lực của bản thân và những cái sự phù hộ có cái phần phúc đức từ trong cái gia đình của mình. Do đó người này sẽ vượt qua được những cái thăng tầm mà đi tới những cái thành tựu, có được những cái tài sản rất là lớn trong cái sự nghiệp của mình. Thì đây là một cái bài có thể nói là hướng dẫn các bạn xem chia tay những cái dấu hiệu đặc biệt hiếm thấy và nó mang lại sự giàu sang. Thì hy vọng là mình sẽ bổ sung thêm về cái kiến thức xem chia tay để cho các bạn cập nhật nha các bạn. Rồi thì video tới đây là kết thúc. Mình sẽ tiếp tục liên hệ với các bạn để xem chia tay ở những cái video tiếp theo. Thì bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.